Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi bắt những em Pokemon mà mình chưa có nữa nha các bạn. Đó, chúng ta đang ở tại vùng Jungle. Đó, vùng này thì nó siêu siêu lắc luôn. Tại vì nó có rất là nhiều thứ để lót ở đây. Đây, họ được một skill, đó chính là Squat các bạn à. Mình sẽ cất vào luôn. Đó, giờ thì mình sẽ để dành mấy cái skill này. Đó, sau này có việc cần thì chúng ta sẽ lấy ra. Rồi, bên phía bên này còn có một cái Poke Chest nữa nè. Một cái rương Poke, chúng ta sẽ cùng đi lấy cái rương Poke này luôn nha các bạn. Ồ, có những vùng ở Jungle nó vẫn chưa lót á, nó khá là lắc luôn. Đây, nằm tút bên đây luôn. Ây da, cái em Caterpie này mới cấp 7 mà đòi thách đấu với tôi hả? Chết queo luôn. Rồi, bên này có một cái Poke Chest nè các bạn. À, kêu là cái rương Poke đi cho nó dễ. Đây, đó. Ồ, được một cái Choice Pack cũng được. Rồi, phía bên này còn một cái rương Poke nữa nè. Chúng ta sẽ cùng đi lấy luôn nha các bạn. Khá là xịn sò ha. Và wow, cái khu rừng này thì mình chưa có đi mở map các bạn à. Chưa có mở rộng. Ủa, nó nằm đâu ở dưới này nè. À, nó nằm ẩn dưới mấy cái tán lá này. Chúng ta được một cái mail hả? Mosaic mail. Mình không có cần cái đó đâu. Ồ, cái Mankey nè. Wow, cái khu rừng này nó rộng vãi chưởng các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi mở map luôn nha. Đó, cùng nhau đi mở map. Ui, khá là lắc các bạn ơi. Mình đang là cân nhắc cái việc mà nên bật shader hay không nè. Ô, có em boss Zubat kìa. Ồ, em dơi. Đâu rồi, kiếm nó, dứt nó luôn nha các bạn. Ồ, có vẻ như là nó nằm ở dưới lòng đất rồi. À, nằm ở dưới lòng đất thì thôi, chúng ta sẽ đi đi chỗ khác vậy. Mình khá là làm biến khi mà phải đào đất để mà đi xuống đó thách đấu các bạn à. Đào đất xuống rồi xong phải chất mấy cái block lên để mà leo lên trên bề mặt lại nữa. Khổ lắm. Ờ, bên đây có một cái, có một con boss luôn nè. Mình định nói là nó có một cái rương Poke. Và kèm theo một em boss, đó chính là Fomentix nữa. Fomentix. Ok. Ây da, tôi bắt cua nó bị hụt rồi. Để bay lên chơi nó luôn nha các bạn. Đây, Fomentix. Ây da, nó trốn tuốt ở trong cái kẹt này luôn. Hên quá, mình đã quăng trúng rồi các bạn ơi. Cho mày một hit chết queo luôn. Và nó cho mình một cái Ray Candy nè. Để mình coi cái con Ray của mình nó kinh nghiệm nó là bao nhiêu rồi. Đâu rồi? À, hình như có vẻ có con Ray hồi nãy kinh nghiệm nó gần đầy cây các bạn à. Nên là mình sẽ không có cho nó ăn cái viên kẹo đó đâu. Vì nó sẽ uổng phí hết một mớ kinh nghiệm đó. Rồi, đi qua lấy cái rương Poke phía bên này luôn nha. Ôi, bay nó giật vẫy chưởng luôn. Tại vì xài Pokemon bay á, nó bay nhanh lắm các bạn à. Và chúng ta được một cái Moon Ball hả? Ngon. Xịn sò nha. Đây, bên đây còn có một cái rương Master nữa nè. Mình đã thoát khỏi cái vùng Jungle các bạn ơi. Chúng ta đang qua cái vùng Mega Taiga. Đó, những cái cây Taiga khổng lồ luôn. Rồi, cái rương Master này nó sẽ cho mình cái gì nè? Được cái Poison Zap. Ồ, cũng được. Phía trên này còn có một cái rương Poke nữa. Chúng ta sẽ cùng đi lên đây và lấy luôn nha. Thì bên Mega Taiga này mình cũng chưa mở map nên nó sẽ có rất là nhiều thứ thú vị đây. À, có em boss nè, Spiral. Ok. Ủa, sao rớt dưới đây vậy? Để mình lên mình xử em Spiral này luôn nha các bạn. Ồ, chắc nó nằm ở trên ngọn của những cái cây Taiga này rồi. Bay lên luôn. Tính chạy đi đâu hả, Spiral? Dứt nó chết queo luôn. Và nó cho mình cái XP share. Mình thì mình không có lấy mấy cái đó đâu. Mình có hàng xịn là XP on rồi. Rồi, bên đây lại có thêm một cái Poke Chest nữa nè. À, rương Poke chứ. Mình đang dần làm quen với những cái từ mới các bạn ạ. À, giờ xài từ thuần Việt luôn.
À, một skill đó chính là Brutal Brutal Swing hả? Ngon. À, em Heracross này dám thách đấu với tôi hả? Wow, nó cấp 60 luôn các bạn ơi. Ui, đánh cũng đau đó. Đổi qua em Ray để mà dứt nó luôn nha các bạn. Outred mày một phát thằng con, chết queo luôn, nó cho mình một cái loại berry gì đó. Đó, khá là xịn sò luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua lấy cái rương master bên này nha. Rương master nằm đâu tuốt dưới đây chứ vậy? Đây rồi, mình thấy cái phát sáng rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ leo lên trên này. Đó, rồi để mình kiếm đường đi vô, để mà mở cái rương ra luôn nha các bạn. Đây rồi, sao là chúng ta được attract, chính là skill hấp dẫn đó các bạn ơi. Khá là xịn sò luôn. Rồi, tiếp tục lên đường thôi. Ở đó, trước mặt mình nó có một cái con Beryl nè. Để mình xử con hút hút này cái đã. Dám thách đấu tôi hả? Đâu rồi, Beryl đây nè các bạn ơi. Boss Mega luôn nha. Xịn sò. Ui, cái gì vậy? Chưa gì mà đòi tấn công tôi rồi hả? Mình sẽ dùng skill Outrage với viên đá Z luôn nha các bạn. Chết queo luôn, và nó cho mình hai viên kẹo Ray Candy cũng như là một cái viên đá Mega của con Beryl luôn. Ngon lành. Bên đây còn có thêm một con Heracross nữa nè. Để mình dứt nó luôn nha các bạn. Wow, cái con Beryl nãy chất lượng vãi. Cho mình một lần hai viên kẹo luôn. Quá xịn sò. Heracross. Nó cấu máu của mình. Chết queo luôn, này cấu máu của tao hả? Nó cho mình ability capsule các bạn ơi. Mình cất vô luôn. Để mình coi coi cái con Ray nó kinh nghiệm tới đâu rồi. Nó vẫn là level 97 thôi. Chừng nào nó lên level 98 thì mình sẽ cho nó ăn hai viên kẹo luôn nha các bạn. Rồi, bên đây có một cái rương master nè, để mình qua mình lấy luôn nha. Quên mất. Đâu rồi, đâu rồi? Mình đang chỉnh cái phím tắt cho các cái loại địa hình của cái mini map đó các bạn à. Mình để phím đó nó kế bên cái phím chuyển mega đó. Nên là nó lâu lâu nó bị nhầm lẫn một cái. Đây có một cái rương master nè. Được ít scissor luôn. Wow, skill này cũng khá là mạnh đó các bạn à. Skill này là skill của hệ bọ đó. Wow, khu này là khu gì mà có rất là nhiều rương master vậy ta? Có em boss nè. Togetimaru. Và nó có Leap Stone Shard luôn, được 3 cái luôn nè. Wow, cái cúp Fortune của mình nó khá là lời ha. Đây, chạy đi đâu? Outred. Nửa cây máu. Wow, mà nó cũng lấy mình nửa cây máu luôn. Để mình cho viên đá Z lên. Skill này nó tự xài luôn các bạn ơi. Outred nó xài hai lần luôn rồi. Chết luôn rồi. Khá là xịn sò ha. Ok, mình được một quả Lucky Egg và ba cái Aluminum Plate. Rồi, trước mặt có một cái rương Master nữa nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua đó và lấy luôn nha. Rương Master. Đây rồi, tới chỗ đó các bạn ơi. Cha là chúng ta được bay back hả? Cũng khá là xịn đó. Rồi, bên đây còn có một cái rương bokeh nữa kìa. Để mình sẽ lưu chỗ này là Mega Taiga Hill nha các bạn. Cái vùng Mega Taiga Hill này á thì nó cũng xuất hiện mấy em legend nữa đó. Đó chính là Reshiram và Zekrom nha các bạn. Một em xuất hiện ban ngày và một em xuất hiện ban đêm đó. Đây, ra đây có một cái rương bokeh nè. Retaliate. Lậm luôn. Wow, trước mặt còn có một cái rương master nữa. Khu này là khu gì mà nhiều cái rương quá vậy?
Ồ, dám thách đấu tôi hả? Mới cấp 10 mà láo láo nè, chết queo. Rồi, rương master nha các bạn. Đâu rồi? Cái lối vô đâu rồi? Ồ, nằm ở phía trong này nè. Chắc là được Fisher cũng được thôi. Cắt luôn nha các bạn. Rồi, trước mặt mình lại một cái rương master nữa nè. Chín chín. Đó, mình sẽ lấy hết tất cả các cái rương quanh cái khu vực này luôn nha các bạn. Chủ yếu là được mấy cái skill á, chúng ta sẽ về mà cho mấy em Pokemon học đó. Ồ, nó có cục đá chặn lại luôn hả? Chúng ta được Fire Punch nè. Khá là xịn luôn. Ồ, hỏa quyền đó các bạn à. Fire Punch. Ồ, chỗ này là vùng gì vậy? Ồ, để mình quay lại mình coi thử nó là cái vùng gì các bạn ơi. Mình thấy chữ Mega rồi. À, đây là Mega Brush Taiga nha. Wow, một cái vùng nó cũng khá là xịn sò đó. Rồi, không biết là vùng này có xuất hiện huyền thoại không, nhưng mà chúng ta cứ tạm lưu như vậy đi. Nói chung là mình đang ở trong cái khu rừng Mega đó các bạn ơi. Là cái khu rừng gọi là có những cái cây khổng lồ đó. Và nó cũng khá là rộng luôn. Hèn chi quá là chừng nhiều mấy cái rương luôn nè. Bên đây còn lại có thêm một cái rương bokeh nữa. Sao là được max max potion hả? Ồ, ngon lành. Rồi, thêm một cái rương master nữa. Ồ, được gyro ball, ngon. Bên đây còn một cái master chest. À, một cái rương master nữa nè. Biết là thế nào tôi cũng bị liệu một cái à. Tập làm quen nó hơi bị khó khăn một xíu rồi nè. Nhưng mà nó sẽ dễ nói hơn. Đó. Đấy. Ồ, nó nằm lơ lửng vậy hả? Để mình coi mình bay qua được không? Ây da. Không bay qua được rồi. Chúng ta sẽ đặt mấy cái block lên nha. Đặt mấy cái cục đá này lên đi. Đó. Wow, được Thunder Wave hả? Sóng điện. Ngon lành. Wow, khu này nó nhiều rương vãi chưởng luôn. Đi đâu cũng gặp hết. Mà nãy giờ tôi ở khu này lâu lắm rồi, chưa thấy em Legend nào hết vậy. Pokemon huyền thoại hay xuất hiện đi. Trời ơi, không thấy được một em luôn các bạn à. Mình cố tình vào cái vùng jungle hồi nãy cũng để mà gặp Legend nhưng mà cũng không thấy luôn. Đó, bây giờ qua cái vùng Mega Taiga Hill này cũng chưa thấy luôn đó. Đen vải trưởng. Rồi, nói chung là không thấy thì thôi, chúng ta sẽ vẫn cứ đi nhặt mấy cái rương là được rồi. Ồ, chỗ này leo lên bằng cách nào đây? Ở đây không leo được nè, chắc phải leo bằng phía bên này thôi. Leo đường vòng các bạn ơi. Ồ, leo qua thì lại gặp thêm một cái rương master Trời đất ơi, đi đâu cũng gặp hết. Được Dragon Tail. Ồ, skill hệ rồng. Ồ, phải có em boss kìa. Hút hút. Để mình lên mình xử cái con hút hút này luôn nha các bạn. Ồ, vậy là nó nằm ở trên trên ngọn cây rồi. Leo lên và đấu nó thôi. Nó đâu rồi? Ồ, nằm dưới chân mình hả? Đây. Nó xanh lè nè các bạn. Con nào mà xanh lè là thành con boss hết. Mày nè. Đúng rồi đó. Mình sẽ dùng Psychic nha. Mẹ gà lên chơi cho nó ngầu các bạn ơi. Ồ, một khúc máu luôn, xịn vãi. Rồi, dùng luôn skill Psychic một lần nữa đi. Rồi, xịn cho liền. À, và em Ray của mình nó cũng đã đạt được cấp 98 rồi các bạn ơi. Đó. Sẵn tiện thì mình sẽ cho con Ray nó ăn kẹo luôn nha. Nó ngon lành canh đào. Mình sẽ lấy luôn 3 viên này ra luôn. Tôi lấy kẹo ra mà tôi có cưỡi đâu. Rồi, mình sẽ cho Ray lên cấp 100 luôn. Xịn xò luôn. Để mình coi thông số của em Ray này coi. Đó, đây là thông số của nó khi mà mình đã cộng cái điểm EV chuẩn rồi đó nha các bạn. Nói chung cũng rất là xịn thôi. Bây giờ mình sẽ cho cái con Mewtwo X này lên cấp nha.
như trước 92 đó. Mình đang đeo đá ít cho nó. Ồ, học được Mi First hả? Chúng ta sẽ không học luôn. Rồi, giờ nó đã đạt được cấp 94 rồi. Xịn sò. Mình sẽ cất em Ray vô đây và lấy thêm một em Pokemon khác ra để mà luyện tiếp nha các bạn. Cấp 100 là nó level max rồi, nó sẽ không có cộng nữa. Điểm EV của cái con Ray của mình cũng là max rồi, nên là mình không có luyện nó nữa đâu. Đó, chừng nào mà gặp mấy em boss khó thì mình sẽ lôi tụi nó ra. Rồi, dưới đây có một cái rương poke nè. Được một cái mèo hả? Mèo cam. À, mình vẫn đang ở tại cái vùng Mega Brush Taiga các bạn à. Ha, mình đã chuyển sang cái vùng khác rồi nè. Chúng ta đã qua cái vùng Plains. Đó. Ồ, bây giờ qua trúng luôn cái vùng Swampland rồi nè, vùng đầm lầy các bạn à. Swampland, vùng này nó sẽ xuất hiện em Mookip vào ban đêm nha, khi mà trời có mưa đó. Mình cũng đang rất là hóng cái con Mookip nè, nhưng hiện tại chưa được. Để mình đi thăm dò coi thử độ sâu của Swampland này nó như thế nào nha. Mình sẽ cần kiếm cái chỗ nào đó nó sâu 4 ô nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành câu em Greninja trong tập ngày hôm nay luôn nha. À, nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Mấy tiếng đồng hồ mà mình vẫn chưa thấy cái em huyền thoại nào xuất hiện cả. Thôi chắc câu em Ren luôn. Ố, câu này nó sâu nè, nhưng mà thuộc vùng Ocean. À, không phải rồi. Mình phải kiếm. À thôi, để mình lên mình lấy cái poke, cái rương poke trước đi. Nó sẽ làm cái game sát của mình nó phân tâm đó. Nó luôn chỉ về cái rương poke nè. Chúng ta phải lên lấy để cho nó mất đi cái đã. Chala. Rồi, được một cái sữa của con Mumu nha các bạn. Momomiu. Ngon lành. À, vùng mình đang đứng là vùng Extreme Hill hả? Extreme Hill cộng M luôn. Wow, cái vùng khá là xịn đó. Rồi, để mình xuống đây mình đo đạt thử coi. Chỗ này nó cũng khá là sâu nè. Rồi, để mình đo thử nha các bạn. Thử nó sâu bao nhiêu ô nha. 1, 2, 3. Rồi, chúng ta sẽ còn đào xuống thêm một ô nữa. Nói chung là tối thiểu là 4 ô là chúng ta có thể câu được em Greninja nha. Mà phải thuộc vùng đầm lầy mới được nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ mở rộng nó ra, làm một cái ô hình vuông luôn, với cạnh là 5 ô nha. Rồi, đủ rồi, mình sẽ đào sâu xuống một ô nữa luôn. Đó, cho nó sâu 5 ô luôn cho chắc ăn. Nói chung sâu 4 ô là các bạn có thể câu được em Greninja rồi. Đó. Còn mà các bạn có may mắn hay không thì đó là chuyện của các bạn. Bữa mình câu, mình nhớ cái mình like tầm 2 tiếng á, hoặc là 1 tiếng mấy á, để mình câu em đó nhưng mà không có dính các bạn ạ. Rồi, tập hôm nay chúng ta sẽ câu lại em Greninja nha. Ô, chỗ này nó khá là tối ha. Để mình sẽ vứt vứt cái đuốc chứ không phải là vứt cái ba lô. Vứt cái đuốc xuống. Đó, cho nó sáng. Đó, vậy mới yên tâm mà câu được chứ. Mới thấy đường mà câu chứ. Đây, mình đã có được một cái ô hình vuông 5x5 và sâu 5 luôn. Ồ, khá là xịn. Ok, mình sẽ gọi mưa luôn nha các bạn. Ồ, nó không gọi được mưa hả? Ồ, nó... Người ta kêu là nó không thể nhìn thấy bầu trời. Bây giờ nó thấy rồi nè. Rồi, nó đã gọi được mưa rồi các bạn ơi. Nói chung thì mình gọi mưa sẵn thôi, để có gì mấy em Mookip hay là Swampert nó xuất hiện thì mình còn có để mình bắt chứ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu thôi nha các bạn. À, bắt đầu câu chứ, nãy giờ chưa câu mà. Đó. Phibas hả? Dứt nó luôn. Mới mở hàng mà. Mình sẽ đi qua chính giữa đi, câu cho nó dễ dàng đi. Đó. Được em mất nè các bạn. Cái skill Duck Bull này nó bị giảm tác dụng với em mất hả? Có vẻ như là hệ độc hay là hệ đất của em mất này nó làm giảm hiệu năng của skill hệ bóng tối rồi. Để mình sẽ cho em Mewtwo lên đầu nha các bạn. Mewtwo X nè, lên đầu đi. Ok, tiếp tục câu nữa thôi.
Không biết mình sẽ câu tới bao lâu đây. Được một cái miếng cá kìa. Để mình dọn dẹp cái inventory cái đã. Có em Timbon nó ở đâu nó tới nè, nó bơi vòng vòng cái chỗ đó tôi câu cái con Greninja nè. Ở đâu tới mà bơi vòng vòng vậy? Mày nè con, Rhymer. Để mình dẹp cái ba lô này luôn nha các bạn. Đây, cái ba lô màu vàng nè, chúng ta sẽ dẹp lên. Đó. Rồi. Cho nó gọn gàng một cái rồi chúng ta sẽ câu tiếp nha. Cái em Chimbon nó vẫn bơi vòng vòng quanh quanh cái chỗ mình câu à. Hài vậy. Được con phi bát nữa nè. Phi bát cho mình chết queo luôn. À, được một dấu chấm than. Đó, cái này là con Rhymer các bạn ơi. Khi các bạn câu trúng cái con Greninja mà nó có thể tiến hóa lên Mega, nó có thể tiến hóa lên con Ash Greninja thì nó sẽ lên ba dấu chấm than nha các bạn. Đó. Hiện tại thì mình chưa được. Nó toàn một dấu chấm than, hai dấu chấm than thôi. Nói chung là được đồ xịn thì nó sẽ lên ba dấu chấm than đó các bạn à. Và câu với cái tỷ lệ rất là hiếm luôn. Cái con Greninja mà đã tiến hóa lên đó thì nó có cái ability mang tên là Butterball nha các bạn. Butterball. Codfish hả? Câu được cái con cua con tôm gì nè. Khá là xịn sò luôn. Rhymer nữa. Cho mày chết queo luôn nha con. Ủa có con boss ba nét kìa. Thôi mình sẽ không đánh nó đâu các bạn ơi. Chúng ta sẽ tập trung câu. Không đi đâu hết. Một dấu chấm than. Lên gương Rhymer nữa. Chết queo con Rhymer luôn. Mình sẽ lên cao lên một xíu nha các bạn. Để nhìn xuống cho nó dễ thôi. Đó. Nó chạy đi đâu rồi? Mình phải chưởng hả? Nãy có cái, mình câu được cái gì có hai dấu chấm than các bạn à. Nhưng mà nó chạy rồi. Lại nữa nè. Rhymer nữa hả? Nãy giờ là rất là nhiều loại luôn. Rhymer Alola nè, mức Alola nè, Rhymer và mức thường cũng có nữa. Ồ có con Parbosh. Đây, đây là con mức Alola nữa các bạn. Nó sặc sỡ quá chưởng.
Ta sẽ coi sơ qua nó coi. Đó, nó không cộng không trừ, kích thước là small và ability battle bond nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ tiến hành tiến hóa nó lên mega luôn nha. Cuối cùng thì ngày này cũng tới các bạn ơi. Đó, chính cho liên. Và đây là Ad Greninja nha. Ồ, Fury Greninja chứ. Nhìn khá là chỉnh sò luôn. Ồ, nó rút kiếm ra rồi, nó múa kìa. Ngon lành. Kích thước small hả? Con này thì nó chưa có được cái hệ skill chuẩn. Thì bữa nào mình gặp cái ông Murilaner thì mình sẽ học lại cho nó nha các bạn. Ngon lành cành đào. Trời ơi, quá xịn luôn. Đó, tập hôm nay tuy không có em Pokemon nào mới cả, nhưng mà mình đã được một cái dạng mới của một em Pokemon mình đã có. Đó chính là Ad Greninja nha các bạn. Chúng ta sẽ đeo cho nó cái viên đá Waterium Z nha. Viên đá Z của hệ nước nè. À, và để mình coi hệ của con Tornadus luôn. Hệ bay hả? Chúng ta sẽ lấy đá hệ bay đeo cho Tornadus luôn nha các bạn. Flynium của mình đâu rồi? Đây rồi, Flynium Z. Ok, quá là xịn sò luôn các bạn ơi. Đó, ngon lành canh đào. Rồi, để mình mega nó lại một lần nữa nha các bạn. Quá xịn, quá xịn. Ngày này cũng đã tới các bạn ơi. Nó đứng niệm chú nè. Nhìn ngầu quá chứ. Đó, ngon lành liền. Wow, bao đẹp luôn các bạn ơi. Tuy kích thước hơi nhỏ, cái thước nhỏ nhưng mà mình thấy nó cũng cao ngang mình đó. Ủa, nó đứng thẳng lên nó rất là cao luôn ha. Quá ngầu các bạn ơi. Trời, còn gì bằng nữa. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này và like cái bay Fury Gaming để mà ủng hộ mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.